chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 4, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Quảng Nam tuyên dương khen thưởng các hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Năm du lịch quốc gia 2022 và cơ hội phục hồi du lịch Hội An. Thưa quý vị, sáng nay, Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các hợp tác xã điển hình tiên tiến và kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đến dự và có phát biểu đánh giá cao những điển hình tiên tiến, những mô hình kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, đồng thời có những định hướng gợi mở cơ hội cho kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn phục hồi kinh tế, trên cơ sở những định hướng chiến lược của tỉnh. Hiện tại, toàn tỉnh có 509 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, bao gồm 355 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 69,7%, 25 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chiếm gần 5%, 126 hợp tác xã thương mại dịch vụ, chiếm gần 25%. Giai đoạn 2020 đến tháng 3 năm 2022, thành lập mới được 128 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã. Từ những nỗ lực thích ứng và điều hành năng động, đã có 47 hợp tác xã được công nhận điển hình tiên tiến đã được tuyên dương tại Hội nghị Hợp tác xã điển hình năm 2022. Các hợp tác xã hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, đã xuất hiện và thành công, tạo dựng được thương hiệu, vị trí của mình. Tôi đánh giá là cao cái cuộc gặp của hợp tác xã đấy, thì nó là đây một số nơi nhiều cái cách làm ăn mới của nhiều hợp tác xã rất là tốt, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm thương hiệu của mình, nhiều cái sản phẩm có giá trị được đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận, từ đó cho nên là cơ ngơi của hợp tác xã là làm ăn có hiệu quả, đóng góp vào cái nền kinh tế của tỉnh rất là tốt, rồi giải quyết được nhiều lao động, tập trung được xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó đấy là cái lĩnh vực hợp tác xã có thể nói là tham gia tích cực trong cái việc thực hiện cái chủ trương mỗi xã một sản phẩm và xin được ghi nhận biểu dương cái thành tích cao của tất cả các tập thể, tác giả và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị này. Các hợp tác xã ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP và chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ. Vì phát triển cái lĩnh vực kinh tế này là do cái cơ bản là cái nội lực của các cái hợp tác xã và tổ hợp tác nó quyết định. Bên cạnh đó thì cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thông qua ban hành các cái cơ chế chính sách hỗ trợ, đây là cái điều mà cũng rất là cần thiết, rất là quan trọng cho cái sự phát triển chung về kinh tế tập thể hợp tác xã trong cái thời gian vừa qua. Giai đoạn 2020-2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã cố gắng nỗ lực thực hiện hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được giao. Khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã của tỉnh đã có bước phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng. Số hợp tác xã tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tham gia chương trình khởi nghiệp ngày càng tăng. Một số hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng và quảng bá sản phẩm. Không chỉ mang lại giá trị doanh thu, lợi nhuận cho hợp tác xã, lợi ích của thành viên, những hợp tác xã điển hình còn góp phần quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng trở thành những đầu tàu điển hình của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng các sở ngành liên quan tham dự.
Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Cao Xuân Thành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, EVN đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã hoàn thành 3 công trình lưới điện truyền tải 500, 220 kV, 9 công trình lưới điện 110 kV. Hiện EVN CPC đang triển khai đầu tư 7 công trình lưới điện 110 kV với tiến độ hoàn thành dự kiến trong giai đoạn 2022-2030. Các khó khăn vướng mắc hiện nay của các dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đối với dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Dốc Xoải, với công tác di dời một số hộ dân, công trình ra khỏi hành lang lưới điện, bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với dự án lưới điện do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Điện 2 thực hiện quản lý dự án và các dự án khác, vướng công tác bàn giao mặt bằng và xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, các dự án lưới điện có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam, đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ nhu cầu dân sinh. Trước những khó khăn kiến nghị nêu trên, phía tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tháo gỡ, thực hiện bồi thường, bố trí tái định cư cho các hộ dân để thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cam kết với tập đoàn. Phía tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp sẽ chia với tỉnh trong việc hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi ở mới, triển khai các dự án theo đúng lộ trình đề ra đến năm 2030, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống COVID-19 vừa có công văn về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine cho người dân trên địa bàn tỉnh, không bỏ sót đối tượng trong chỉ định tiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát và lập danh sách người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết tháng 4 năm 2022, phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Nông Sơn, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn chỉ đạo rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc đối tượng đã tiêm vaccine Abdala nhưng chưa tiêm đủ liều cơ bản và số đối tượng chưa được tiêm liều bổ sung nhắc lại, để tổ chức tiêm chủng kịp thời, tránh tình trạng để lượng vaccine Abdala đã được cấp hết hạn sử dụng. Khẩn trương rà soát lập danh sách trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm chủng ngay khi được phân bổ vaccine. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo Sở Y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai tiêm chủng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để hết hạn, lãng phí vaccine. Đơn vị địa phương nào để xảy ra tình trạng lãng phí vaccine thì thủ trưởng đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi đảng cho một số đảng viên trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước đã trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho hai đảng viên, gồm đồng chí Nguyễn Thị Vinh sinh hoạt tại đảng bộ xã Tiên Cảnh, đồng chí Huỳnh Thị Đào sinh hoạt đảng tại đảng bộ xã Tiên Lập. Trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Dương Thị Xuân Hân sinh hoạt đảng tại đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ và đồng chí Nguyễn Tiến Sương sinh hoạt đảng tại đảng bộ xã Tiên Cẩm. Đại diện cho các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng, đồng chí Nguyễn Thị Vinh bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu đảng. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, nhưng với phẩm chất của người đảng viên, các đồng chí nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của huyện. Sáng nay, Hội Nhà báo Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, hầu hết các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của tỉnh và các địa phương được các cơ quan báo chí phản ánh rộng rãi kịp thời. Đội ngũ người làm báo bám sát thực tiễn, phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời đến các cấp lãnh đạo. Những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trên các lĩnh vực cần nhân rộng cũng như những vướng mắc bất cập nảy sinh cần sự chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong năm, hội chú trọng củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh,
Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các chi hội lập thủ tục hồ sơ đổi cấp thẻ hội viên giai đoạn 2021-2026 đối với 179 hội viên. Ban thư ký chi hội tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp do Hội Nhà báo tổ chức. Không có hội viên nào thuộc Hội Nhà báo Quảng Nam vi phạm đạo đức nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác bị xử lý kỷ luật. Năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Quảng Nam sau 25 năm tái lập tỉnh, tuyên truyền năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, tuyên truyền các ngày lễ sự kiện lớn của quê hương đất nước, nhất là kỷ niệm 150 năm ngày sinh chí sĩ Phan Châu Chinh, 120 năm ngày sinh cố chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tổ chức hiệu quả các giải thưởng báo chí của tỉnh năm 2022. Dịp này, hai tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2021. Công đoàn viên chức tỉnh sáng nay đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1 năm 2022, công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở đã phối hợp với cơ quan chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức viên chức. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi trợ cấp cho trên 400 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, tặng quà Tết cho trên 5.000 đoàn viên với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Công đoàn viên chức tỉnh sát hỗ trợ cho 77 đoàn viên cán bộ công chức viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên là F0, F1, tổng số tiền là 82 triệu đồng. Công tác tuyên giáo nữ công đạt nhiều kết quả nổi bật. Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý 1 năm 2022. Ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm an toàn thích ứng. Gắn với việc chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, 1.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Tổng kết hoạt động nữ công và phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2021. Qua đó đã tuyên dương cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào. Đối với công đoàn cơ sở đã có 2.328 chị được công nhận đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà cấp cơ sở, tỷ lệ 97,68%. Công tác tổ chức kiểm tra được triển khai thường xuyên, nghiêm túc. Thưa quý vị, sau thời gian chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hoạt động du lịch tại Hội An từ đầu năm 2022 đến nay đã có những tín hiệu tích cực. Năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức tại thành phố Hội An. Đây cũng là cơ hội để Hội An từng bước phục hồi hoạt động du lịch. Những ngày qua, các điểm đến du lịch tại thành phố Hội An như là khu phố cổ và các làng nghề truyền thống liên tục đón khách đến tham quan trải nghiệm. Với nhiều du khách, Hội An luôn là điểm đến yêu thích và để lại ấn tượng tốt đẹp. Mình vừa mới vào Hội An được khoảng tầm 2 tiếng thôi, nhưng mà cảm thấy ở đây là con người thân thiện, khung cảnh đây là rất là đẹp, thơ mộng, để khách du lịch đến là thấy rất thoải mái. Trước đó, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, tại khu phố cổ Hội An, chuỗi các hoạt động trong chương trình Nét xưa phố hội chào mừng khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh cũng đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Hội An, cũng như là các hoạt động mới lạ lần đầu tiên được tổ chức, chính là yếu tố hấp dẫn du khách. Đây là khởi đầu khá tích cực của du lịch Hội An để hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022, cũng như hướng tới khôi phục hoạt động du lịch. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng khai mạc năm du lịch quốc gia, thì Hội An đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động sự kiện, trong đó có chương trình Nét xưa phố hội, các hoạt động như là lễ hội khinh khí cầu cũng là một cái hoạt động mới để mà tạo cái điểm nhấn, tạo một cái sinh khí mới cho Hội An. Và phải nói là với cái hoạt động như vậy thì Hội An trong thời gian qua đã thu hút rất là đông du khách đến trong cái dịp mà khai mạc năm du lịch quốc gia. Và chúng tôi cảm thấy rằng đây là những cái dấu hiệu bước đầu rất là tích cực và một cái tín hiệu đáng mừng cho du lịch của Hội An sẽ khởi sắc trong năm 2022. Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 sẽ có 13 sự kiện lễ hội do thành phố Hội An chủ trì tổ chức cùng với các hoạt động thường xuyên như đêm phố cổ, đêm cù lao, chợ phiên Tân Thành. Bên cạnh đó sẽ có 11 sự kiện do Trung ương tỉnh tổ chức tại Hội An.
triển khai cái việc từng bước phục hồi phát triển ngành du lịch của Hội An, sẽ rà soát và phục hồi lại toàn bộ các cái dịch vụ đã có trước đây với một cái chất lượng cao hơn, tốt hơn, triển khai xây dựng một số cái sản phẩm mới dựa trên nền tảng cái du lịch văn hóa, du lịch sinh thái của Hội An, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch và làm tốt cái công tác quảng bá về du lịch, tập trung đảm bảo tốt cái vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để mà quảng bá một hình ảnh Quảng Nam, Hội An hết sức an toàn cho du khách trong nước và quốc tế. Cùng với năm du lịch quốc gia 2022, việc đón khách quốc tế trở lại cũng là tín hiệu tích cực để chính quyền, người dân và các doanh nghiệp tin tưởng vào sự phục hồi của du lịch Hội An. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức họp góp ý đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, khu dân cư đô thị dịch vụ du lịch Tam Hòa, Tam Tiến. Theo đồ án, khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, khu dân cư đô thị dịch vụ du lịch Tam Hòa, Tam Tiến có diện tích 225 ha. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai có diện tích 539 ha. Sau khi xem xét, các đồng chí lãnh đạo huyện Núi Thành đều nhiều ý kiến góp ý cụ thể cho hai đồ án quy hoạch. Trong đó đề nghị chú trọng đến việc xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải hợp lý, liên hoàn, quan tâm mở các nút giao thông, cầu cống hợp lý, dành diện tích trồng cây xanh, công viên, điểm sinh hoạt văn hóa, tạo cảnh quan phù hợp ven sông An Tân, cùng một số vấn đề khác. Đại diện phòng kinh tế hạ tầng và văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân huyện Núi Thành tổng hợp các ý kiến đóng góp để chuyển đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các đồ án. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy Quảng Nam, quyết định số 2725 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch khai mạc, bế mạc, tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là xây dựng phát triển sự nghiệp văn hóa Quảng Nam hướng đến giữ gìn lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa gắn với không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển toàn diện bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Cùng với đó, xây dựng nền thể dục thể thao phát triển đồng bộ cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc của người dân. Đặc biệt chú trọng các hoạt động thể thao truyền thống, phát triển thể thao thành tích cao, thể thao mũi nhọn, thể thao giải trí, thể thao gắn với phát triển du lịch. Liên quan đến lễ khai mạc bế mạc tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022, dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại sân vận động tỉnh Quảng Nam. Riêng diễu binh diễu hành lễ khai mạc có 36 đội hình tham gia qua lễ đài, được chia thành 3 khối chính. Về lễ bế mạc tổng kết đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tiếp tục chương trình thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải điền kinh vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022. Giải đấu năm nay có sự tham gia của trên 200 vận động viên đến từ 18 đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, sở ngành. Các vận động viên tham gia thi đấu cạnh tranh 18 bộ huy chương ở 9 nội dung thuộc bộ môn điền kinh bao gồm chạy 100m, chạy 200m, chạy 400m, chạy 800m, chạy 1.500m, chạy tiếp sức 4x100m, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sôi nổi bước vào tranh tài loạt trận đầu tiên, thu hút đông đảo khán giả hâm mộ trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đến xem và cổ vũ. Giải được tổ chức lần này là dịp để đánh giá phong trào, khích lệ tinh thần tập luyện môn điền kinh, đồng thời là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn vận động viên chất lượng bổ sung cho đội tuyển tỉnh. Giải sẽ bế mạc vào ngày 9 tháng 4. Chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.